thu dây gần gần tí nữa. Nó nhủi gông là không thấy đâu. Mự á, cũng hàng 4 năm mà chiếm chơi đâu. Chào mọi người, nay Khoa tiếp tục đi đánh đàm chim. Đây cũng là cái cám mà đó giờ câu nè, 50 kg, một bự mà. Đây, giờ bắt đầu tụm mồi nha các bạn. Thì cám này chỉ cần múc nước chỗ câu đánh thôi. Cũng thì chỗ nó chịu mồi thì nó ăn, chỗ nó không chịu mồi nó không ăn nha. Bấm bấm mồi ra. Đó, các bạn tồn sao thấy nó mềm, nó vừa, nó dẻo quá được. Còn liều lượng sao thì mình cũng không có biết cách mà canh nước nữa. Đánh cá mấy bạn nào đánh chỗ nào chưa có nền thì mấy bạn bắt buộc phải xả nền nha mấy bạn. Còn đã có nền rồi thì thôi khỏi xả. Đó, mình ngồi vậy là mình thấy ok đó các bạn. Hay quên đem thao, mũ thao của em luôn. Chơi thao màu đỏ nha. Rồi giờ bắt đầu xuống cần nha mọi người. Cái nắng chùm nho thì Khoa nghĩ là chắc anh em nào cũng biết hết rồi. Nên bỏ qua công đoạn đó nha. Mình câu chùm nho thì mình không cần xài chì. Máy mình thì phải xả ben sẵn. Nếu không xả ben thì nó ăn nó lôi một và bay cần hai nổ vậy. Nè ben ghiêu mà. Bỏng chút nữa đi. Đó. Mình độ khoảng 4-5 kg thôi. Công chì nha các bạn. Dây chột móc vô khóa, khóa móc vô chùm nho. Ở đây hiện tại mình đánh nho 6. Nó cá ục đó. Chỗ câu này cũng hơi khó. Không có thấy quăng nữa. Thế mấy bạn ơi, đánh không xa rồi. Rồi bữa nay mình đánh 3 cây nha, mới xuống 1 cây còn 2 cây nữa. Mọi người đây là cây thứ hai. Bây giờ chờ đợi thôi nha mấy bạn. Chờ lên hàng thôi. Bạn Ngoan. Bạn Ngoan cũng đang ra cần. Đây. Ngoan này chơi cũng 3 cây luôn nha mấy bạn. Mỗi bên 3 cây. Và bạn ấy đang đánh cái cục mồi. Nắng cái cục mồi kiểu như là cái cục gì cũng biết.
dạ dạ nó tròn rồi nó dài các bạn đó, chùm nho này là độc nhất luôn nè. Rồi cũng đã ra được một cây rồi, hai cây chứ. Đây đây bạn thấy ra đây thêm một cây nữa nè đó. Rồi giờ lại cá cắn câu thôi nha. Lên nè. Thôi xả bèn đi, kéo dữ vậy. Ồ bạn, bạn ngoan lên hàng trước nè bạn ơi. Trời ơi, trời ơi. Thu dây gần gần tí nữa. Nó nhủi gần là không thấy đâu. Ngon là nó dục gần là gì nó dở mà. Từ từ đừng này, đừng này, đừng này quá. Từ từ thôi. Nhích chân lên, nhích nhẹ nhẹ lên. Dây dây gì à? Bắt con lên cầm cho lội xuống bắt cho dễ. Cứ ngắt luôn rồi. Từ từ thôi. Ê ê ê ê. Ê ê ê ê ê, xả xả xả. Mự á, cũng hàng 4 năm mà chiếm chơi đâu. Chưa thấy hình hài ra sao đâu. Xả bè, xả bè lỏng lỏng đi. Tay cầm cái tay. Ờ cái máy hết dây luôn. Đó, bóp ví điện thoại tiền bạc móc cái hết nha, móc bóp ra luôn nha. Lột quần luôn thằng ơi, lột quần lột áo đi, hỏi lạnh kêu nổi. Tại đi có gì đâu. Không mặc quần tao không nổi. Thôi thôi đụng không mặc quần xẹp luôn. Ờ thì kệ đó, có mà nhầm gì. Để hồi độ mặt tới chiều sao chịu nổi. Sâu lắm. Em dẹt gông thôi, em đừng có cầm nó nghe, em dẹt gông anh lôi vô. Ừ. Cái cao này hơi khó các bạn. Đừng có cầm cái nha. Cho nó vô trong đây rồi tính. Đó nó dẹt không, dẹt không, dẹt không. Rồi. Kìa 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 kìa. Cái đuôi kìa. Ê đừng bỏ cái đầu, nó sốc lửa chết. Thấy chưa? Từ 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 từ. Rồi vụ. Rồi đừng có chọc cái đầu, đừng có đụng cái đầu nó. À, nó sốc vô quần chứ không thôi chết rồi. Đừng có bao giờ đụng cái đầu nữa. Anh nhóm lên em chọc cái đuôi nó chết rồi nha. Khoan, nó còn. Rồi chiều đen rồi. Rồi từng nguy hiểm lắm. Khỏe lắm. Đừng chụp dây bậy. Rồi, bỏ lui đó, bỏ lui. Rồi, ok. Trời ơi, hàng 3 kg mấy rồi nha. Ngon lành. Đã ta. Hư chùm nho luôn. Ê. Nho chế nha. Có kìm không? Có. Rồi, chụp có 4 lưỡi luôn. Rồi, cắt nha các bạn. Oh.
cuốn lưới nha, thả lưới ta. Thả lưới. Thua mấy bạn ơi, cám qua bể đầu. Bạn Quen này lập kỳ tích nha các bạn. Quen lên hẹn rồi, giờ cũng tối rồi, anh em đi về thôi. Chọn về, ngày mai phục thù nha. Ngày mai mình chiến đấu tiếp. Bãi này cám pha thua. Rồi bye anh em.